Đò ơi! Đò! Chào bác ạ. Vâng, chào anh. Cháu Những Tường, bến đò này không còn nữa. Từ ngày quy hoạch lại đường xá, xây dựng cầu cống, ít ai về làng bằng con đò này anh ạ. Chú vừa biên sách Hạ Sang phải không? Sao bác biết ạ? Thường thì người ta sang sách Hạ trước, rồi mới tản bộ dọc sông đi về đây. Cháu ghé sang sách Hạ xem miếng đất, nhưng thấy không đẹp. Bên đấy vẫn còn đất bán cửa. Tôi tưởng họ lên nhà tầng, làm nhà hàng rồi. Xóm phố mà cứ như tỉnh thành ấy. Bác ạ, sớm muộn người ta cũng sẽ đầu tư cho bên này. Thế nhà bác đã bán được mảnh đất nào cho liên doanh nước ngoài chưa? Ui giời, bán gì? Bên này cũng nhiều nhà dục dịch bán đất rồi đấy. Rồi cũng đến mất toi làng đảo này thôi. À, tôi hỏi khí không phải. Chú định về tìm mua đất à? Dạ, em trai cháu muốn mua. Bác có biết vườn đào nhà anh Sảng không ạ? À, Sảng đào hoa cư sĩ chứ gì. Bác ạ, sao lại gọi là Sảng đào hoa cư sĩ hả bác? Bỏ việc nhà nước về làm vườn, dạy chữ Hán giống như người đời xưa. Tụi thanh niên trong làng nó đặt cho đấy. Sao? Anh định về đây mua vườn đào đấy à? Dạ. Giá đừng có những người như anh tìm về đây mua đất thì tốt hơn. Các cháu ơi, này, trông hỏi thăm nhà ông Văn ở chỗ nào ấy nhỉ? Ông Văn nào nhỉ? Ông ấy làm nhà ở đây này. Nhà lão sủng cụt chứ gì. Ông cứ đi thẳng qua quán lồng lợn tiết canh Dạ Lan, rẽ trái nữa, đến khu liên doanh, nhà ông Văn ở cuối khu ấy. À, qua quán lồng lợn tiết canh Dạ Lan, ông nhớ nhịn thở nhá. Cái dại nào, đúng cái dại nào. Lẽ ra phải hỏi người già, bọn trẻ bây giờ, đấy là tệ. Cư sĩ có nhà không? Ngọn gió nào đưa ông tới tệ xá này thế? Trước là thăm ông, sau có chuyện muốn bàn. Xem ra ông trở thành nông phu chính hiệu rồi. Sương muối nhiều quá. Mà kể cũng lạ, ở đây người ta gọi tôi là thầy đồ, còn ở trên phố người ta coi tôi là đặc nông dân. Tôi cũng không biết mình thuộc thành phần nào nữa. Nhưng ít ra ở đây tôi cũng không thấy mình đến nỗi vô tích sự. Này, thu hoạch đào có khá không? Cũng tạm tạm. Ai biết chơi thì bán rẻ, thậm chí cho không. À thôi, mời ông vào trong nhà. Những phường tục tử xin đừng đến.
hãy để vườn ta thắm bích đào. Tôi cũng là phường tục tử đây. Của ông chủ cũ vườn đào mà. Nhất bản vạn lợi, một vốn muôn lời. Ông chúc cho nhà buôn thế này thì người mua gay to. Cầu chúc đầu môi mà. Ở làng thấy tôi biết chữ tàu, có việc gì ai cũng sang nhờ. Có nhà hàng khai trương, họ nhờ tôi viết câu đối này đấy. Tôi nghe Hạnh nói ông định bán mảnh vườn này phải không? Ông định mua? Cái thằng cán bộ bảo tàng như tôi thì lấy đâu ra tiền. Nhưng thằng em trai tôi muốn mua. Chắc là em Hạnh rời nhà lên phố nên ông nản chí ở đây chứ gì. Ông cứ như ma xó, chuyện gì cũng biết. Mà cũng phải lo chuyện vợ con để ông cụ tôi khỏi buồn. Ông gì đấy à? Vâng. Chào ông. Tôi vừa bên Sách Hạ về. Dạ. Các ông ở bên ấy muốn phối hợp với làng ta tổ chức hội xuân. Vâng, được như vậy thì tốt quá. Mời ông xuống đò. Tôi không ở đây nên tôi muốn nhờ ông là đôn đốc bà con lo mọi việc hộ cho. Vâng. Ta sẽ mời tất cả những người ở xa về dự hội. Đến như ông cuối đời còn bỏ nơi này mà đi nữa là... Ây chết, ông đừng nói thế. Tình cảnh của tôi khó nói với ông. Tôi làm sao có thể rời mảnh đất này mà đi được hả ông? Tôi dạo này cũng ít vào trong làng. Nhà nào cũng có vẻ giàu lên. Nhưng buồn lắm. Cũng không thể bắt người ta sống như xưa được. Thôi thì làng ta còn hơn chục vườn đào cũng là quý lắm rồi ông ạ. Liệu cái anh sản mua vườn đào của ông có giữ nổi không? Cậu ấy sẽ giữ được. Tôi hứa với ông đấy. Chuyện tôi và Hạnh chưa đâu vào đâu là do lỗi tại tôi. Tôi cứ e ngại là vì Hạnh còn trẻ quá. Ông biết lỗi rồi thì sửa đi. Lần này bán vườn xong, tôi sẽ sửa sai. Cậu Sàn có nhà không? Dạ. Con chào ông ạ. Cậu Sàn hả? Mời ông ngồi xuống đây với bọn con uống ly rượu nhạt ạ. Con mời ông ạ. Dạ, đây là Hòa, trước làm cùng cơ quan với con. Còn đây là ông Ngô, chủ nhân cũ của vườn đào này. À mà cũng nói luôn, ông Ngô viết chữ Hán rất tuyệt, nét chữ rất có thần. Hôm nào cháu phải đến xin chữ bác. Bác có đồng ý không ạ? Cậu Sản quá lời đấy thôi. Tôi thì... Còn nữa, nếu bán vườn đào này tôi phải xin ý kiến ông Ngô đây đã. Ông Ngô quý vườn đào này lắm. Sao? Cậu định bán vườn đào này à? Vâng. Bố con muốn con lên phố ở. Không được. Không thể như thế được. Em chào thầy ạ. Chào cho ông ạ. Chào chúa. Đây là học trò chữ Hán của tôi. Con xin phép ông con bận dậy một tiếng ạ. Ông đi chơi, làm công tác tư tưởng cho ông cụ hộ tôi đấy. Bác ạ, làng mình bây giờ xây nhiều nhà đẹp quá bác nhỉ? Họ bán đất nhiều lắm rồi, bán cho liên doanh nước ngoài, được trả bằng đô, ai cũng thích. Cháu nhớ năm ngoái về đây, còn sang nhà cô bé Hạnh xem đào cơ mà. Giáp Tết, vườn đào nhà Hạnh trổ nụ. Ông cụ cầm dao chặt hết. Bà mẹ xót của phát ốm. Lại còn bị ông cụ mắng cho. Kể cũng tội. Quanh năm vất vả chăm bẵm. Đến khi bán hoa, phải van nài năn nỉ quá ăn mày. Gặp năm ế ẩm, cành đào chỉ đem làm củi đun. Bác Ngô này, bác quý vườn đào như thế, tại sao lại đem bán cho anh chàng? Thì việc đời khó nói lắm cậu ạ. Về lý
Tôi không có quyền ngăn cản cậu sản bán vườn đào. Nhưng nếu chuyện ấy xảy ra thì tôi thật có lỗi với một người đã khuất. Người hỏi mua chính là em trai cháu. Bác có thể nói rõ cho cháu biết chuyện này được không? Chính cậu à? Dạ. Đình làng mình đã được đưa vào di tích lịch sử chưa hả bác? Mấy năm trước chúng cháu cũng đã đề nghị đưa vào xếp hạng di tích đấy ạ. Không biết còn giữ được ngôi đình này không. Mấy mẫu ruộng tự điền họ cũng đem bán cả rồi. Bác cháu mình vào đình xem đi. Mấy năm nay cháu mới quay lại. Cậu vào trước đi. Làng anh năm nào cũng làm lễ nhập tịch như thế này à? Hôm nay là trà nhập tịch, tức là vào đám đấy. Mấy hôm trước đã làm lễ mộc dục, tắm rước thần từ miếu về đình rồi. Làng quê mình lắm hội hè anh nhỉ? Lễ nhập tịch này cũng là cách ăn Tết đầu năm. Làng mình quanh năm vất vả, bày ra trò này chống nọ cũng chỉ để cầu vui thôi mà. Thục này, lát nữa Thục hát một bài để các cụ trong làng thưởng thức nhé. Em không muốn điều tiếng gì cho anh. Ở làng người ta hay để ý lắm. Anh xa làng từ bé, cha mẹ đều sống ở Hà Nội cả, người ta chẳng thèm chấp đâu. Anh công tử nhà giàu, em phận con hát, được ngày về du ngoạn cùng anh để quên phận mình. Thôi, anh xin Thục. Thục lại nói chuyện ấy rồi. À, ta vào đi em. Thưa bà con, chúng ta nhường cho cô Thục ở phường hát cô Tư Trinh, phố Hàng Bạc, trên Hà Nội lên hát trước một bài. Tiếng từ phía cửa. Lên đi, lên đi. Cho cháu đi nhờ bác. Ăn đứt liền.
Bác Ngô này, chắc chắn bác có nhiều kỷ niệm ở đây lắm phải không ạ? Tôi mê Ả Đào lắm. Chả thế mà khi hai cụ nhà tôi mất đi, tôi đã bán tất cả cơ đồ sự nghiệp để theo bạn bè đi khắp đó đây, đàn ca sáo nhị. Ở đình làng năm nào, vào lễ nhập tịch mà có sướng ca, thì dù đang bận việc ở đâu tôi cũng mò về. Chả thế, lúc khốn đốn nhất, tôi vẫn giữ lại được Vườn Đào làm chỗ nương náu. Bác Ngô ạ, em cháu muốn mua Vườn Đào này thật. Nhưng thấy bác buồn bực ưu tư thế này, cháu ngại quá. Bác có thể kể cho cháu nghe được không? Cậu ạ, lúc nào tôi sẽ kể cho cậu nghe. Câu chuyện dài lắm. Ta về thôi cậu. Ông ngồi với tôi uống một tuần nước đã rồi ăn về. Ngày nào cũng ngồi độc ẩm một mình, buồn lắm ông à. Thế sao không mời cậu Sảng về đây ở luôn thế? Mời ông xây nước đi. Dạ. Thì tôi cũng đang tính chuyện đấy ông ạ. Bà nhà tôi khi mất đi cũng canh cánh chuyện của nó đấy. À, cậu Sảng ra uống nước. Dạ. Cháu phải đi có tí việc ạ. Mời bác mai đến ăn dỗ mẹ cháu ạ. Vâng. Dạ. Vừa rồi ông có lời mời. Cảm ơn ông và cậu. Dạ. Cháu phải đi ạ. Dạ. Con đi bố. À. Mời ông xây nước đi. Vâng, mời ông ạ. Mai dỗ mẹ anh. Em quên mất, em xin lỗi. Xem chừng từ ngày lên phố quên cả người xưa bạn cũ rồi đấy nhá. Anh cứ nói thế. Kìa anh ngồi xuống đây. Anh cứ nói thế. Anh tưởng em thích sống ở trên phố như thế này à? Từ bé mình đã quen sống bằng nghề trồng hoa, bây giờ bị rứt khỏi đất đai, cứ như bị chặn mất đường sống ấy. Thì em đã có cái quán hết rồi còn gì. Em tưởng anh hiểu em hơn chứ. Em bây giờ đã 27-28 tuổi rồi, học lại từ đầu để kiếm một cái nghề cho xa hồn cũng muộn mất rồi. Em chẳng thể làm gì được nữa. Hay em bán quách nhà này, về mua lại Vườn Đào nhà anh đi. Sao? Anh định bán Vườn Đào thật à? Anh không thể làm khác được. Anh không muốn để bố anh phải sống quạnh quẽ tuổi già mãi. Giá mà em cũng làm được như vậy. Đôi lúc ngồi rỗi rãi, em cứ hay mơ lại ngày xưa. Vườn Đào nhà em đẹp nhất làng phải không anh? Hạnh này, sau đám dỗ mẹ anh ngày mai, em có muốn về làng thăm lại Vườn Đào không? Quả là bác viết đẹp hơn cậu Sản. Cảm ơn cậu quá khen. Sắp Tết mình nghèo chẳng có gì, đành mượn chữ Thánh Hiền làm quà tặng cho bạn bè. Bác cũng phải dành cho cháu một chữ đi nhé. Cậu thích chữ gì? Thần Phúc Thiện Đức Tâm hay Đại Cát Đại Tường? Dạ, cháu thích câu này ạ. Đa tính trước thi tổng vô tình, duy giác tiên tiền tiến bất thành. Thế hai câu cuối đâu hả bác? Lạp trúc hữu tâm hoàn tính biệt, thế nhân thu lệ đáo thiên minh. Hai câu này tôi đã tặng cho một người khác mất rồi. Người xưa ấy mà. Các cụ lãng mạn thật.
bẻ đôi bài thơ của Đỗ Mục ra để tặng nhau cơ đấy. Cháu thấy có một số người đã dịch bài thơ này rồi. Tôi cũng đã dịch thử. Cậu nghe nhé. Đa tình đâu có khác vô tình. Nâng chén cười đưa gựa chẳng thành. Ngọn nến cũng hay niềm biệt hận. Thay người nhỏ lệ suốt năm canh. Trước khi đến đây, cháu có ghé qua nhà sảng rủ nó đi cùng. Nhưng nó bận khách nên hẹn dịp khác. Nó gửi lời hỏi thăm bác. Việc nó cương quyết bán vườn đào cho cậu, tôi cũng không dám gạt. Chỉ thấy trong lòng sự mất mát. Bác ạ, là chỗ bạn bè thân thiết, cháu biết. Việc sảng quyết định bán vườn đào là do ông cụ nhà sảng dục ghê quá. Ông cụ lo cho chuyện vợ con của cậu ấy lắm ạ. Lo thì sao? Chính hồi mới sang tên vườn đào cho cậu ấy, tôi cũng có ý định làm mối con bé Hạnh hàng xóm để giữ chân cậu lại vườn đào. Ai ngờ nhà ấy lại bán đất lên thành phố. Hôm nay Hạnh lại chơi chỗ sảng đấy bác ạ. Cô có vẻ tiếc vườn đào xưa lắm. Thôi, hôm nay cậu ở lại đây uống với tôi bát rượu nhạt đã. Tôi cũng đã ngoài 70 tuổi rồi. Được hưởng ở đời nhiều cái, mà mất cho đời cũng không ít. Cậu đừng an ủi tôi làm gì. Chỉ xin cậu khi tiếp quản vườn đào để quy hoạch xây dựng, thì cậu hãy giữ lại cho tôi mấy cái gốc đào gọc. Đó là một chút kỷ niệm còn lại. Tôi tự biết mình. Tôi không vợ mà lại có con. Có con. Mà lại không con. Bác có con. Sao bác phải ở một mình? Sự đời nó là như vậy đấy. Tôi đã hứa với người ta rằng không gây phiền muộn cho cuộc đời nó. Từ lúc biết nó là con mình, tôi cứ phải đối xử với nó như người dưng. Tôi rất mong được nó gọi bằng bố vào lúc gần đất xa trời, dù chỉ một lần. Chết. Tự dưng tôi lại đem nỗi buồn của tôi ra hành cậu thế này. Tôi thật không phải. Cũng chỉ tại tôi thấy cậu là người hiểu biết nên tôi mới nói ra cái lẽ đời. Dạ. Thế nhấy biết bác là... Con biết bố đẻ, mà không nhận thì còn nói làm gì. Nhưng bác không nói thì làm sao anh ấy biết được à? Tôi vẫn ở bên cạnh nó đi chứ. Cũng mày, nó là đứa phúc hậu, có học. Thôi thì trước khi nhắm mắt lìa đời, tôi sẽ gặp nó và nói rằng: con ơi, ta là bố đẻ của con đấy. Cháu cảm thấy cháu đang hiểu lý do vì sao bác không muốn sảng bán vườn đào. Anh chăm đào cũng được đấy chứ. Anh đốn cành đào không đều nên nhiều cành kém phát triển. Anh không thích những cây đào cứ tròn như bu gà. Nếu không tạo được thế, cứ để nó phát triển tự nhiên. Sau này tùy người chơi tỉa cành theo ý thích. Thôi đi ông đồ gàn, các cụ dạy sao thì cứ thế mà làm cho tôi nhờ. Anh vẫn nhớ đấy chứ. Sau Tết thì đốn đào, tháng 8 thì thiến đào đảo quất, cách Tết 40-50 ngày thì vặt lá thúc đào. Đúng chưa nào? Anh là cậu học trò
chỉ quen học vẹt thôi. Lại có ai tới đây rồi. Từ ngày mẹ anh mất, năm nào vào ngày giỗ cũng có người đến thắp hương ở gốc đào này. Lạ nhỉ, sao họ không tới nhà anh mà lại tới đây? Hay là họ không biết nhà anh làm giỗ ở trên phố? Nếu vậy họ phải ghi lại mấy chữ chứ. Chào anh chị, cho tôi hỏi thăm. Bác là ai ạ? Dạ, bác hỏi ai ạ? Tôi hỏi vườn đào nhà ông Quýnh. Thay đổi nhiều quá nên khó nhận ra, nhưng cũng quanh quẩn ở đâu đây thôi. Bác ấy bán vườn lên phố rồi ạ. Thế à? Đây là con gái của bác ấy. Dạ. Thật là tiếc, cây vườn đào đẹp lạ thế mà cứ bán ráo cả. Bác ạ, sẵn gửi cho bác mấy lít rượu nếp ạ. Anh mới ở chỗ em nó lên đấy hả? Dạ. Mời anh. Liệu việc mua bán đất cát có xong trước Tết không hả anh? Đào đang tầm nở rộ, đẹp lắm bác ạ. Nói thật với bác, nếu em cháu mua lại vườn đào thì đành phải chặt gần hết ạ. Anh uống nước đi. Dạ. Nếu bà ấy nhà tôi còn sống thì đã đi một nhẽ. Bà ấy đảm đang tháo vát lắm. Chứ bố con tôi thì vụng về lắm, chăm lo làm sao nổi. Với lại, chuyện riêng của thằng Sản chưa xong thì tôi còn cảm thấy có tội với bà ấy. Hai câu thơ trên trong bài tặng biệt của Đỗ Mục đây. Một người bạn thân của vợ tôi đã tặng bà ấy hồi còn trẻ. Bà ấy luôn giữ bên người cho đến khi bà ấy mất. Bác cũng biết chơi đàn đáy á? Tôi chỉ mê thôi chứ không biết chơi. Này, ngày xưa mẹ tôi mà không cương quyết ý, thì tôi đã bỏ cả trường kỹ nghệ để đi hát ả đào đấy. Các cụ ngày xưa ai cũng mê ả đào, sướng thật. Thì bây giờ các anh đã có karaoke. Bác chấp gì cái thứ ấy. Thôi, cháu xin phép bác ạ. Vâng, anh về nhé. Anh cố gắng thu xếp việc mua bán đất cho nó nhanh lên, để em nó còn kịp lên trên này đón Tết. Dạ nhớ. Vâng. Tôi đã dứt khoát rồi. Nếu ông không mua, tôi sẽ gọi người khác. Nếu cậu đã quyết thì chuyện mua bán cũng đơn giản. Về đi, về đi thôi. Vườn hoa cỏ đã mọc đầy rồi. Lại thấy nhà vui tươi rong ruổi, ba lối nhỏ đến vườn hoa, hàng tùng cúc hãy còn đây dắt con vào nhà. Có rượu đầy ly, cầm nậm vui tự chuốc. Trong vũ trụ được bao lâu, sao không thả lòng mặc ý đi ở, dầu sang chẳng phải điều ta nguyện, chốn đế vương không thể ước ao. Cây đào có biết đau không?
không anh? Nó cũng như người ấy. Tôi đã thấy cây linh đào rồi. Thân cây uốn lượn, chuyển thế dáng long. Có năm muôn cây đều trơ cành chịu rét, chỉ có mỗi linh đào là nở hoa tưng bừng. Màu hoa trông hệt như con rồng ẩn hiện trong đám mây hồng. Sau Tết, chủ cây linh đào mất. Có lẽ nó biết thế nên nở hoa rực rỡ, để rồi từ đó cứ héo úa dần rồi chết. Anh thử trồng một cây như thế xem. Tôi sẽ trồng một cây trước nhà kia. Khi nào lớn, tôi sẽ đón Thục về xem. Giá mà em có được vườn đào như thế này, em sẽ sống mãi ở đây, chẳng phải làm nghề ca sướng nữa. Nếu Thục muốn, thì vườn đào này sẽ là của Thục. Còn nếu có ai bắt Thục đi, Thục cứ làm như người đời xưa, lấy hoa đào rắc xuống đường. Tôi sẽ theo dấu bích đào mà tìm đến. Lần này tôi sẽ vào Sài Gòn mấy tháng. Khi ra, tôi sẽ đón Thục lên đây chơi ít ngày. Thục có đồng ý không? Về đi. Về đi thôi. Vườn hoang cỏ đã mọc đầy rồi. Kìa bác, sao bác lại ra đây? Sương đêm xuống nhiều lại ốm đấy. Bác, tôi bỗng thấy chốn vườn đào bị chặt ngổn ngang, nhựa chảy đầm đìa. Tôi thấy lũ cây đau đớn than vãn. Tôi không biết làm thế nào để chúng dịu đi nỗi đau. Đấy, các cậu có ngửi thấy không? Còn nửa tháng nữa mới đến Tết, sao lại ngửi thấy mùi đào bây giờ nhỉ? Đấy, đấy, nó thanh cao da diết lắm. Những kẻ phàm phu tục tử làm sao mà thấy được. Thế này năm nào cháu cũng phải đến xin bác chữ thôi. Biết sống được đến lúc nào để viết chữ cho cậu đây. Bác sẽ bách niên dài lão. Tôi thấy mình sống như thế này cũng đã đủ rồi. Ngọt bùi cay đắng ở đời tôi cũng được hưởng cả. Nào, mời cậu, ta nhấp chén rượu suông. Dạ. Hôm nào cháu mời bác đến nhà bạn cháu nghe ca trù. Ở đấy thỉnh thoảng cũng tổ chức, chỉ ít người thôi bác ạ. Không biết bây giờ người ta chơi như thế nào. Thú chơi này có nhiều bậc. Có người bởi tính hào hoa phong nhã mà chơi, lấy tiếng đàn, tiếng hát, câu văn chương, tiếng trống trầu mà làm vui. Chơi có điều độ, dưỡng tính tình khi nhàn nhã. Lại có kẻ vì ham sắc dục mà chơi, kẻ thì vì dởm của mà chơi, kẻ thì vì quẩn mỡ mà chơi. Hạng này ít người hiểu thú thanh nhã, chỉ biết chơi hoang đoảng, chẳng ly thu gì, chỉ tổ hại của mà thôi. Bác đánh trống trầu chắc giỏi lắm nhỉ? Đánh trầu thì phải có phép, cốt nhất là phải thuộc hổ phách. Phách mau thì chống mau, phách khoan thì chống khoan. Mỗi khi dồn phách thì phải có mấy tiếng chống kép. Tiếng chống vừa dứt thì khổ phách cũng phải dỗ theo. Như thế mới gọi là trầu hay. Tôi hay giữ chân đàn đáy hơn. Sao? Bác biết chơi đàn đáy ạ? Bỏ mấy chục năm rồi. Giờ không khéo, quên hết cả. Nó đã vận vào người rồi, thì không dễ gì mất được đâu. Hôm nào, bác cho cháu nghe lại tiếng đàn đáy của bác nhé.
Tôi đã trót thề không bao giờ đánh đàn nữa. Đó là lời thề khắc cốt cậu ạ. Em quyến luyến với vườn đào cứ như lần cuối được nhìn thấy. Đúng là lần cuối rồi còn gì. Chẳng bao lâu nữa vườn đào sẽ rơi vào tay chủ khác. Vườn đào chắc gì con. Với lại em cũng sắp đi ra nước ngoài làm ăn với bà chị họ. Em nói sao? Em định đi thật à? Đành phải vậy thôi. Em đã bằng này tuổi rồi, nghề nghiệp thì không có, mà muốn quay lại với vườn đào thì cũng chẳng còn. Anh không tin. Cũng như ngày trước, em không tin là có ngày anh bán vườn đào này. Anh yêu nó lắm cơ mà. Nếu mẹ anh còn sống, chắc là anh không bán nó đâu. Chỉ vì anh muốn ở gần bố, gần em. Hay anh cứ cố giữ lấy nó. Biết đâu khi ra nước ngoài một vài năm, em sẽ có đủ tiền để mua lại vườn đào này như em trai anh Hòa ấy. Đợi đến khi đó có lẽ muộn rồi. Anh có dự định gì khi lên phố chưa? Ngày trước anh bỏ việc nhà nước về với vườn đào, bây giờ lại bỏ nó để đi. Anh định đi tìm cái gì trong cuộc đời khi mà mình không còn trẻ nữa? Anh định chung vốn với em mở hàng cà phê. Ai cũng như anh, chả trách cà phê karaoke mọc lên như nấm, chỗ nào cũng có. Anh nói thật đấy. Anh đã quyết rồi. Nếu Hòa không mua, anh sẽ bán để sớm về đón Tết với bố, với em. À, cháu chào bác ạ. À. Bác cẩn thận quá. Đi xem hát chứ có phải đi chợ đâu. À. Nào, thôi ta đi. Vâng. Cháu muốn mời ông cụ Sản cùng đi nghe ả đào. Ta vào đây chút bác. Kia, bác vào đi bác. Bác ạ, bác đợi cháu lâu chưa ạ? Cũng khá lâu rồi. Chào ông. Mời ông và anh vào trong nhà xơi nước. Thế hai bác không biết nhau sao? Đây là bác Ngô, chủ cũ vườn đào nhà Sản. Thế ông không nhớ tôi sao? Ngày xưa tôi với ông hay thường đến nhà cô Tư Trinh nghe hát ả đào. Phải rồi. À, chào ông, chào ông. Thế mà tôi không nhớ ra. Hồi ấy tôi thường hay đánh trống trầu, còn ông thì chơi đàn đáy, phải không ạ? Mời vào trong nhà. Thế hồi mua bán vườn đào, hai bác chưa biết nhau à? Hồi ấy tôi đang ốm liệt giường, mọi việc mua bán bà ấy lo tất cả. Dạ. Ông xây nước, mua miếng đất của ông được 2 năm thì bà nhà tôi mất. Đột ngột quá. Tôi biết. Bà nhà tôi ngày xưa hát ả đào hay lắm anh Hòa. Tôi với ông đây đều là công tử con nhà giàu. Dạ. Nhưng không ham làm giàu mà chỉ mê đàn hát. Mê tiếng hát rồi mê luôn cả người. Tôi lấy bà ấy nên bị các cụ từ. Đến trước khi nhắm mắt, các cụ mới cho nhìn mặt đấy. Ông cho phép tôi thắp cho bà ấy nén nhang
Vâng, xin mời ông. Bây giờ anh Quân cầm trầu đi. Phải đấy, có cô Thục hát. Anh Quân cầm trầu đi. Đúng rồi đấy ạ. Vâng, hôm nay tôi xin hầu quý vị một bài. Vâng, mời anh. Hôm nay anh Quân mà cầm trầu thì chắc là cô Thục hát hay lắm đấy. Hay lắm. Ôi, anh Ngô. Xin chào. Sao lâu lắm mới thấy mặt. Anh Ngô. Mời anh vào. Anh mới đến ạ. Anh vào. Xin chào quý vị. Ê, thế để mời anh Ngô. Rót rượu mời anh đi. Xin quý vị bớt giận. Tôi bận việc nhà ở Sài Gòn mất 2 năm vừa qua, nên bây giờ mới dứt ra được. Em xin à. Hay lắm. Hôm nay Ngô phải trổ tài. Ừ, đúng rồi. Chiêu đãi chúng tôi chứ. Trổ tài đi. Hay lắm đấy. Tôi nghe nói Thục sắp đi lấy chồng. Vâng. Cũng phải thôi. Thục cũng cần phải tìm một nơi nương tựa mà.
anh đi lâu thế? Em tưởng anh mải vui, quên nơi này rồi. Tôi nghĩ cũng chỉ cần phải vào trong ấy 2-3 tháng là xong việc. Không ngờ phải 2 năm mới ra được. Tôi hỏi hơi tò mò, thế Thục lấy ai thế? Cũng là khách hay đến đây nghe hát. Anh ấy lúc nãy cầm trầu đấy. Anh ấy thương em, kêu mang em mấy năm qua. Thôi thì cũng mừng cho Thục. Lấy chồng rồi, em không đi hát nữa đâu. Có lẽ chẳng bao giờ được nghe Thục hát nữa. Tôi sẽ cầu nguyện Huyền Thiên Chân Vũ ban cho Thục hạnh phúc. Mãi về sau này tôi mới biết là ông mang lòng thầm kín với bà ấy. Tôi với bà ấy không có duyên đâu ạ. Rồi sau này nghe bạn bè kể lại là ông đã đập đàn đi, không bao giờ đi hát ả đào nữa, khiến bà ấy buồn phiền mãi, không sao an ủi được ông ạ. Không có chi âm chi kỳ nữa, tiếng đàn tiếng hát cũng bằng thừa. Sau đó tôi trở về vườn đào sinh sống cho đến khi sang tên lại vườn đào cho cháu Sả. Cháu đã linh cảm điều đó trước khi bác kể chuyện này. Bà ấy lấy ông Quân một thời gian thì biết ông Quân không có khả năng có con. Một lần bà ấy về vườn đào tìm tôi. Lần ấy tôi không giữ được mình, và Sảng là kết quả của lần gặp ấy. Sau này nhiều lần tôi đi tìm gặp, bà ấy đều tránh mặt. Thế bác Quân và Sảng không biết chuyện này à? Ông Quân là người quảng đại hiểu đời, chính vì thế mà ông ấy khuyến khích bà ấy đi xin con, nhưng không bao giờ gặng hỏi bố đứa trẻ là ai. Ngược lại, bà Thục cũng hết lòng vì ông ấy. Tuy không trọn vẹn, nhưng họ ăn ở với nhau đầm ấm, không điều tiếng gì. Tại sao bằng ấy năm mà Sảng không biết điều gì nhỉ? Đó là ý muốn của bà ấy. Tôi cũng chỉ mới biết được vài năm nay thôi. Tôi nói mãi, bà ấy mới đồng ý sang tên lại cho thằng Sảng cái vườn đào. Bà ấy nói bằng giá nào cũng không cho bán đi. Bà ấy sợ tôi một thân một mình, mai kia chết, vườn đào lọt vào tay người ngoài. Tại Sản không biết đấy thôi, cháu sẽ nói với nó. Không, cứ để vậy, để cho thằng Sản yên ổn chăm sóc ông Quân, người đã chăm bẵm nuôi dưỡng nó. Còn tôi là cha đẻ thật, nhưng tôi có chăm được nó ngày nào đâu. Tôi như thế này cũng là mãn nguyện lắm rồi cậu ạ. Hòa đấy à? Này, muốn lấy đào thì mai theo em ông xuống vườn nhé. Mai tôi với cậu làm giấy bán ấy. Tôi chỉ xin ông một cây đẹp nhất thôi. Thôi, chuyện mua bán gác lại đã. Tôi nói với thằng em tôi rồi. Sao lại thế? Thôi, vào nhà đi, bác đang mong ông đấy.
tôi ghé qua cô bé Hạnh của cậu có chút việc. Thế nhé. Bố ạ, con mang cành đào về cắm bàn thờ mẹ. Tết này ta chuẩn bị đón giao thừa vườn đào. Sao lại thế ạ? Rồi con sẽ biết. Con chuẩn bị cho chú đào nhé. Cảm ơn cháu. Đã lâu lắm bố con tôi mới thấy cần một bàn tay phụ nữ như thế này. Trước khi sang năm mới, bố muốn nói chuyện riêng với các con. Hạnh này, bác muốn nhờ cháu đi mời anh Hòa và bác Ngô lại đây. Kìa, bố để con đi cho ạ. Không, anh ngồi xuống đi. Anh cứ ngồi tiếp chuyện với bác, để em đi cho. Cháu đi bác ạ. Ừ. Có chuyện gì thế bố? Hay con làm điều gì khiến bố bận lòng ạ? Không. Bố yêu con. Bố luôn tự hào về con. Bố sẽ không nói ra điều này nếu bố không biết một sự thật. Không. Trong thâm tâm, chưa bao giờ bố nghĩ rằng con không phải là con đẻ của bố. Bố nói gì thế ạ? Bố không phải là bố đẻ của con sao? Đừng trách bố mẹ đã giữ kín chuyện này trong suốt mấy chục năm qua. Chuyện đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ như ta mong muốn. Vậy ai là bố đẻ của con à? Rồi con sẽ biết. Bố chỉ mong sau này tình cảm của bố con mình vẫn như xưa. Bố, làm sao có thể khác được hả bố? Bố đẻ con đấy, Sàng à. Thế này là thế nào? Sàng, còn lại với bố con. Chuyện rồi em sẽ hiểu anh ạ. Anh quyết định rồi. Anh sẽ giữ lại mãi vườn đào cho em. Thế thì ta phải liên hoan mừng cuộc hội ngộ này chứ nhỉ? Tôi đồng ý. Hãy qua. Bạn này, tôi muốn đề nghị bạn một việc.
Tôi nghe đây. Bạn hãy giải lời nguyền này đi. Và hãy đàn cho chúng tôi nghe một bài. Đúng đấy. Bác hãy đàn cho chúng cháu nghe một bài đi. Thank you.